Nhiên xin gửi tới quý vị đại biểu, các anh, các chị và các bạn lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng, xin trân trọng giới thiệu về Hưng Yên ạ. Một chút về Hưng Yên, chúng ta thấy rằng đây là biểu tượng văn miếu, biểu tượng về văn hóa học của Hưng Yên. Và Hưng Yên mọi người thường nghĩ đến là Hưng Thịnh và Bình Yên. Ở đây thì quê hương Hưng Yên là quê hương của Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm. Vâng, xin trân trọng giới thiệu. Vâng, ở đây chúng tôi đang xem có vâng ạ, rất hiện đại và cổ kính. Ở đây là chúng ta nhìn thấy là khu đô thị mới, đây sản phẩm rất là tuyệt vời. Và ở phía dưới là đền mẫu ạ, đền mẫu thành phố Hưng Yên. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ở đây thì chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm. Vâng ạ, có nhãn lồng Hưng Yên dùng để tiến vua đấy ạ. Vâng ạ, nhãn lồng thì bổ ngập dao phay khi nó còn tươi, còn khi nó đã khô rồi nó sẽ trở thành một nguyên liệu thuốc và thức ăn rất là tuyệt vời ạ. Ngoài ra thì quý vị thấy rằng là trong lồng gì đẹp bằng sen, lá sen bông trắng lại chen bị vàng, hoa sen đẹp rồi nhưng mà hạt sen thì rất là tuyệt vời ạ. Hạt sen thì cũng sẽ để làm những món ăn rất là tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè và để làm thuốc. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một điều nữa đây là một món. Vâng ạ, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương. Thì đây là tương bẩn, nếu mùa hè mà quý vị được ăn món này thì quá là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ngoài ra thì trước ở Hưng Yên của chúng tôi còn có những cái bản tin. Vâng, bản tin này ghi lại toàn bộ những cái thông tin hoạt động của chiếc đỏ Hưng Yên và cái dấu ấn một nhiệm kỳ. Vâng, dấu ấn một nhiệm kỳ này là tổng kết tất cả những thành quả làm được của Hưng Yên. Và không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các anh, các chị và các bạn đã lắng nghe theo dõi phần chương trình của Hưng Yên. Cảm ơn, xin cảm ơn.